Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 sẽ diễn ra vào đầu tháng 6. Những ngày này, các đơn vị trường trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực ôn luyện kiến thức cho học sinh khối 9, giúp các em có hành trang tốt nhất bước vào kỳ thi sắp tới. Những ngày này, em Đặng Thu Trang, học sinh lớp 9A, trường Trung học cơ sở Tô Hiệu, thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông sắp tới. Ngoài việc ôn tập trên lớp, ở nhà em bố trí sắp xếp thời gian ôn tập, đồng thời tra cứu giải các dạng đề thi tuyển sinh trung học phổ thông của những năm trước. Để chuẩn bị cho ôn thi vào trung học phổ thông thì ngay từ đầu học kỳ 2 thì em đã xác định cho mình xem là mình sẽ thi vào khối nào, thi vào trường nào và mình sẽ chia thi vào ban nào. Thì ở trên lớp thì các cô giảng dạy thì em đã cố gắng để chú ý, để hăng hái phát biểu, xây dựng bài cho bản thân mình. Và em về nhà đã tìm hiểu những dạng đề, ví dụ như dạng toán, dạng tiếng Anh, dạng văn ở trên mạng, xem là có những cái gì mà mình chưa biết, mình sẽ vỡ vạc ra để cho công việc ôn thi đạt một cách hiệu quả nhất. Năm học 2021-2022, trường Trung học cơ sở Tô Hiệu, thị xã Nghĩa Lộ có 126 học sinh lớp 9, trong đó có 7 em đăng ký thi vào trường chuyên Nguyễn Tất Thành. Những ngày này, mặc dù trời nắng nóng, nhưng không khí ôn luyện của học sinh khối lớp 9 vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương. Ngoài việc hệ thống củng cố kiến thức cho học sinh, các thầy cô giáo được phân công ôn thi cũng đặc biệt lưu ý cách thức làm bài thi, những kỹ năng khi vào phòng thi, cũng như chuẩn bị tâm lý để các em bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đạt kết quả cao nhất. Thì nhà trường cũng đã xây dựng cái kế hoạch ôn thi tuyển sinh vào 10 cho học sinh ngay từ đầu năm học. Và từ đó thì yêu cầu tất cả các đồng chí giáo viên dạy môn toán văn Anh của lớp 9 xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể là số buổi, số tiết theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Phòng Giáo dục để thực hiện cái quá trình ôn thi cho học sinh. Thì nhà trường cũng cử các đồng chí giáo viên dạy toán văn Anh của lớp 9 tham gia tập huấn với những cái nội dung là xây dựng giáo án, xây dựng phiếu giao bài cho học sinh, đồng thời là thiết kế các cái giáo án phù hợp với đối tượng học sinh ở nhà trường. Trên cơ sở đó thì có sự kiểm tra, đôn đốc, giám sát của ban giám hiệu nhà trường. Đồng thời các đồng chí giáo viên dạy ôn thi cũng có những cái phiếu test nhanh đối với học sinh để kiểm tra và đánh giá kết quả ở từng cái mức độ nhận thức và có kế hoạch điều chỉnh quá trình ôn tập cho học sinh. Năm học 2021-2022, trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích có 134 học sinh lớp 9. Để trang bị đầy đủ kiến thức cho các em học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm nay, ngay từ đầu năm học, ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 9, bám sát tập huấn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái. Đồng thời nhà trường cũng thực hiện tốt công tác phối hợp giữa giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh trong việc thường xuyên kiểm tra việc học bài, làm bài của học sinh, động viên kịp thời nhằm giúp các em đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới. Thì thứ nhất là bản thân tôi đã tham gia đầy đủ các lớp tập huấn mà sở đã triển khai để ôn thi cho học sinh lớp 9. Sau đó là mình sẽ thu thập các cái tài liệu và những cái đề luyện của những năm học trước. Mình sắp xếp lại thành một cái hệ thống kiến thức. Sau đó thì mình sẽ in sao hướng dẫn học sinh, thứ nhất là từ cái khâu ôn luyện lại lý thuyết này. Sau đó là chọn những dạng bài tập cơ bản để luyện tập ở trên lớp. Và ngoài ra thì bản thân tôi lại còn sưu tầm và làm ra các cái nội dung bài tập để giao cho học sinh, về nhà học sinh sẽ phải làm. Thế sau đó thì tôi sẽ bố trí thời gian thu lại các bài làm của học sinh đó. Thế sau đó là kiểm tra, và nếu như thấy học sinh mà còn rỗng, còn hỏng kiến thức ở chỗ nào thì chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố lại cho học sinh và thường xuyên là kiểm tra dưới mọi hình thức để làm sao mà cái chất lượng ôn thi ấy, nó đạt cái hiệu quả tốt nhất. Thì ngay từ đầu năm học, đối với công tác chuẩn bị cho các em học sinh ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông của năm học 2022-2023, thì về phía ban giám hiệu nhà trường chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch tổ chức ôn thi cho các em. Đồng thời bên cạnh đó thì căn cứ vào tình hình đội ngũ, chúng tôi cũng đã phân công các đồng chí giáo viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy đối với học sinh khối lớp 9, đặc biệt là lựa chọn những các thầy cô đã được tham gia các đợt tập huấn để sắp xếp cho các thầy cô tham gia ôn luyện cho các em là học sinh lớp 9 chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học tới. Thế và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã triển khai các cái văn bản chỉ đạo của sở, rồi về công tác tuyển sinh, các cấu trúc đề, cũng như là triển khai các cái hướng dẫn tuyển sinh của các đơn vị trường trung học phổ thông trên địa bàn.
Đến thời điểm hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và chất lượng.